Mở trận thi đấu thứ hai ở trong trận đấu đầu tiên. Đây là No.1, tiếp tục là người cầm AC. Double AC ở trong hai trận thi đấu đầu tiên. Và đây là màn hình máy của game thủ BB Summerian, một mặt giày và một cung tuyển. Chúng ta xem ở phía bên kia, một Pearl và một AC. Kèo này vẫn chỉ được xem là cân thôi. Nhìn hơn một chút, có lẽ là nhìn hơn một chút dành cho Pearl. Mới biết là Summer loại nông dân mặt dày hơi khó chơi, nhưng gặp một loại Pearl nó lên sớm, tạo đột biến cao thì hơi khoai dành cho Summerian. Chưa ai thấy đồ lùa về. Bi đã thấy thêm một đàn hiêu nữa nhưng nó ở quá xa. Chúng ta cùng xem Summerian đôi voi nó nằm vị trí nào. Dường như đó là một bầy hiêu kép. Ra cùng xem. Đúng là như vậy. Một hiêu kép dành cho game thủ BB. Tách hiêu đá về. Có là nên tách đá về là hợp lý rồi. Ổn rồi. Sau đó thì tìm voi thôi. Voi ở bãi quả phụ. Rất cố gắng và tỉ mẩn đến từ game thủ BB. Gunny và Van Lerp đang hai người có điểm số dò tương đối thấp ở trong trận thi đấu này. Chứng tỏ bài ở phía bên kia là tương đối ổn. Vâng, Bi không tách và bây giờ vâng bãi quả phụ cho game thủ BB rồi. Không tách và bây giờ thì đàn hiêu đang sát với mép cánh rừng ở phía bên trên. Những cây gỗ lẻ đang làm cho game thủ BB phải đắn đo khá nhiều. Có voi ở phía bên trên nữa. Giữa hai nhà No.1 có một đôi voi. No.1 là game thủ BB, giữa hai nhà có một đôi voi. Cắm cờ gió tương đối rộng. Bây giờ đã là chiếc VS đầu tiên và gỗ chuẩn bị chiếc VS thứ hai. Chứng tỏ game thủ No.1 không có đồ lùa về. Chả khó, à vâng, chả nhiều đồ gì đấy ở trong trận thi đấu này cho nó lắm. Màn hình máy với thủ BB thôi. Thôi ở phía bên dưới đây nhường cái No.1 đi một bài. Mà cái thủ No.1 đang quá đói rồi. Nhường tắt cho No.1 đi. Vẫn giật đôi voi này về. Nhiều hơn 23 nông dân. Đó là lựa chọn của game thủ BB. Persian đến từ game thủ Van Lerp ở trong trận thi đấu này. Và Persian ăn quả. Vâng, quay trở lại với trận thi đấu thứ hai thôi. Van Lerp đã bắt đầu đóng nhà điều kiện rồi thì phải. Persian đến từ cầu thủ Van Lerp đóng nhà điều kiện ở cuối 9. Ăn quả đóng điều kiện cuối 9. Tương đối khoai ở trong trận thi đấu này. 25 nông dân đến từ cầu thủ BB là số dân tại điểm này. Còn đây là màn hình máy của cầu thủ No.1. Bên kia Van Lerp cũng chết một dân. Hai nhà đánh chém, mỗi người chết một nông dân ở trong trận thi đấu này. No.1 đang cơ cấu rất rộng.
trước mặt này sẽ là BA. Còn đây là BM. Rất sát so với lại chiếc BB. Mặt phía bên dưới này là hai hàng BE. Quan trọng của bài này phải khung thật nhanh vào. Kích đời ở đầu 11 với 26+1. Và chúng ta cùng xem màn hình máy của nguyên thủ BB. 25/28. Tương đối chặt chẽ bãi vàng, nhưng có lẽ vẫn bị chọc xuyên. Thêm một bãi quả nữa ở phía bên trên. BB đã quyết định kéo lên phía bên trên, bắt buộc phải ăn hoàng trong tình huống này rồi. Dồn tiếp vào, dồn tiếp, cả ba nông dân dồn hết vào. Đây rồi, tiếp tục nông dân ăn quả đến từ cái thủ Van Lâm. Persian ăn rất nhiều quả. Thực ra thì Persian ăn quả cũng như tất cả nông dân bình thường khác, không khác gì nhau. Nhưng có điều rằng người ta không thích Persian ăn quả vì nó dồn nó không nhanh thôi. Không nhanh bằng ăn thực thôi, chứ không phải là nó nhanh hơn, à, nó không nhanh bằng quân bình thường. Màn hình máy của cái thủ nông 1 bắt đầu phải dồn vào phía bên trong. 28/32 ở tham gia này đến từ cái thủ nông 1. Nông dân mặt dày cố lao vào đây thôi. Công nghệ đến từ cái thủ BB là gì chúng ta cũng xem, như vậy là không gian. Việc của game thủ BB đó là ôm bom. Và bây giờ thì quả bom đã nổ. Nó lại 17/32, nhưng Van Lớp tầm này cũng đang yếu đi theo game thủ BB. Không khỏe hơn game thủ BB là mấy. Và cánh ở phía bên kia game thủ No 1 phải là người khỏe hơn một chút so với nhà của game thủ Van Lớp. T đã bắt đầu đẩy 4 nhà BA nở toàn bộ phía bên ngoài. Đóng thụt một BA phía bên trong một không, ta cũng chờ xem. Chúng ta thứ 5 không biết là có thụt ở đằng sau hay không. Timeline bây giờ đang là 32/40. Nhưng giữa hai cánh rừng dừa và cánh rừng không ở phía bên trên vẫn là bây giờ thì nó một bắt đầu để tay ra để có thể bò bế tương đối rộng. Kìa kìa kìa, quân kìa, quân kìa, quân 8 kìa. Đấy, rất quan trọng tân quân đầu tiên. Gunny là người đẩy tân quân đầu tiên đi trước so với cái thủ nó một đang điều tương đối hay. Gunny đã phải lùi tân thứ hai đấy thì phải. Tuần thứ hai của cái thủ No 1 nở ra nhưng dường như cũng không đủ. Cả hai người cũng không đủ. Một tuần điều R hay đến từ cái thủ No 1. Tiếp tục là những con cung R của cái thủ No 1 chạy ngang. Và một cách hiệu quả, kéo con cung R ít máu lại đằng sau, đẩy con nhiều máu lên trên đầu. Tham Lai 39/48 là tham Lai hôm nay. Đánh chậm thôi, đứng trên dốc thì đánh chậm thôi. Nhà mình đẹp, đứng trên dốc đánh chậm thôi. Chuyển con nhiều máu trên đầu. Rồi, chuẩn rồi. Bây giờ chúng ta cùng xem màn hình máy của cái thủ BB. Ôi không. Và BB đang diễn võ gì này. Quay trở lại màn hình máy nguyên thủ nông 1 thôi. Lọt nhà phía bên trên rồi. Vâng, BE phía bên trên đã bị lọt. Và một tuần không để ý đến từ game thủ màu 6 Van Lớp. Nhưng bây giờ thì quân của game thủ Gandhi cũng có lẽ cũng đã chuẩn bị ập vào. Vậy E tương đối nhanh và hay. Tiếp tục vậy. Bắt chặt, bắt chặt. Hay lắm, No 1 đã có những tên vẩy e cực hay, bắt toàn bộ đằng đảo của thủ Van Lớp. Quá hay đến từ cái thủ No 1 trong những tên vẩy e. Nằm xuống tiếp, toàn bộ vậy, hay. Toàn bộ đằng đảo của cái thủ Van Lớp đã nằm xuống. No 1 có một tên bắt quân cực kỳ xuất sắc. Tháng 2 45/64, tháng 2 hôm nay đến từ cái thủ No 1. Đấy, tên chuẩn bị nở quân ra. Đào đi. 46/64. No 1 vẫn đang điều cũng là tương đối dẻo, nhưng có điều bây giờ thì lượng quân của thủ Gunny dường như là đang đông hơn hẳn. Và đây là cung R AC. Chỉ cần lỡ nhịp một tơn thôi là No 1 sẽ mất BA hoàn toàn. Tiếp tục lùi và tiếp tục đào. Rất hay. No 1 đang đánh rất cố gắng ở trong trận thi đấu này. Tiếp tục nở ra. Nhưng Gunny cũng đẩy lên phía bên trên. Gỗ của cái thủ Gunny, à xin lỗi, gỗ của cái thủ No 1 tầm này đang hơi đuối. Và vẫn có lạc đà quấy ở mặt phía bên này. Hơi khó khi mà cái thủ BB đã là người chết yểu trong trận thi đấu này. 46/68.
Acidian đến từ game thủ Gunny vẫn đang đứng ở phía bên ngoài zone cực gắt. Khó rồi. Như vậy là tỷ số được cân bằng một đều. Trận mà Noble đã hết sức cố gắng nhưng bài của game thủ BB là quá xấu. Bài là quá xấu dành cho game thủ BB và game thủ BB đã không thể khắc phục được nhược điểm này. Và tỷ số được cân bằng một đều, chúng ta cùng chuẩn bị đến với trận thi đấu tiếp theo. Trận thi đấu bản lề ngay trong trận đấu đầu tiên rồi.